Chào quý ông bà, cô bác và anh chị em. Tôi thì ít nói về hành chính, và bản thân một số anh chị em luật sư thì cũng ngại nói về hành chính. Tuy nhiên thì ngày hôm nay cùng với một cái em khách hàng, hai chị em chiến đấu một cái sau khi có một cái bản án hành chính rồi thì đã kháng cáo, và chị luật sư cùng với đương sự rất là mệt mỏi, cả hai cùng mệt. Thì khi nhận định toàn bộ cái bản án sơ thẩm của tòa án về cái vụ án hành chính, thì tôi sẽ đưa cho các bạn một cái sơ khởi, những cái hiểu biết rất là cơ bản các bạn ha, trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Thưa các bạn, phần video của tôi thì gồm hai phần. Phần thứ nhất tôi sẽ nói về thực tiễn của chính cái bản án mà tôi đã được đọc ở trong đây. Cái phần thứ hai đó là phần hướng dẫn thì phải nói điều, phải nói luật, đúng không các bạn? Thưa các bạn, khiếu kiện hành chính là một cái việc mà cá nhân cảm thấy mình bị xâm hại một cái quyền gì đó, và nhà nước đã ban hành một cái quyết định hành chính, như là ban hành về việc giấy đỏ thì mình sẽ khiếu nại nó, và ban hành quyết định thu hồi đất, ban hành cái quyết định về việc bồi thường đất, thì chúng ta không đồng ý với cái tinh thần này thì chúng ta sẽ đi khiếu nại. Đối với cái hồ sơ thực tiễn ngày hôm nay tôi nghiên cứu, đó là cực lắm các bạn ạ. Vị khách này đã hủy tổng cộng là 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cộng thêm một cái quyết định hành chính về việc thu hồi đất nữa, là tổng cộng là 6 các bạn ha, 6 cái quyết định hành chính. Và trong 6 cái quyết định hành chính thì phân thành hai loại thôi các bạn ạ. Trong đó có 5 cái quyết định hành chính, 5 cái quyết định về việc thu hồi, hủy cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ngày do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp mang tên của A, và quyết định thứ hai thì là hủy một cái sổ, một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên của người B, các bạn ạ, rồi người C, người D, đó. Tổng cái phần đó nó là trong một cái thời gian nhất định, tức là cái người đi khởi kiện họ có một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tổng diện tích cứ cho là 3.000 mét, thì trong một cái việc sang tên đăng bộ cho tới thời điểm này nó gồm có 5 lần các bạn ạ, 5 lần, và ông đã không đồng ý 5 lần đó, và cái lần thứ 6 đó là khởi kiện về quyết định thu hồi đất các bạn ha. Thì sau khi trình bày, sau khi đưa ra chứng cứ thì phán quyết của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, mình cũng không nói là tỉnh nào, các bạn đoán đi tỉnh nào ha, 63 tỉnh thành, một cái tỉnh ở ngoài miền Bắc, đã chấp nhận một phần cái yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, và trong cái phần chấp nhận đó thì đã nói về vấn đề thủ tục, về hình thức và nội dung của những cái việc ban hành cái quyết định này các bạn ha. Hôm nay thì luật sư Thu Đoàn sẽ nói cho các bạn trong cái hồ sơ hành chính thì chúng ta sẽ phải lưu ý đến một điều đầu tiên, đó là thời hiệu khởi kiện. Các bạn biết rồi, thời hiệu khởi kiện là một cái thời hạn mà pháp luật cho phép. Thì khai triển rộng về quy định của pháp luật và hành chính, thì khi chúng ta biết được cái việc thiệt hại đó xảy ra và chúng ta đi kiện, thì kể từ thời điểm chúng ta biết đến thời điểm chúng ta đi kiện là trong thời hạn 1 năm các bạn ha. Thì trong cái hồ sơ của vị khách hàng của tôi thì tòa đã nhận định như thế này, các bạn nhớ nha. Tòa đã nhận định là cái ngày mà biết cái hành vi, biết cái quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị thiệt hại là ngày 1 tháng 9 năm 2018, đến cái ngày mà tòa án tiếp nhận cái hồ sơ
đó là ngày 1 tháng 11 năm 2018. Và tòa cho rằng cái thời hiệu này còn, cho nên tòa đã thụ lý giải quyết. Các bạn nhớ nhé, rất là nhiều những cái trường hợp khi chúng ta đi khởi kiện một cái vụ kiện hành chính thì chúng ta đã hết thời hiệu do chúng ta biết mà chúng ta không có dùng cái quyền trợ giúp của chúng ta, không có dùng cái quyền. Vậy thì hôm nay luật sư Thu Đoàn muốn nói với chúng ta một điều gì? Nếu chúng ta thấy rằng có một cái quyết định về việc thu hồi đất của chúng ta không đồng ý thì chúng ta sẽ nên đi khởi kiện trong thời hạn 1 năm, nhớ nha. Nếu như trong trường hợp có nhận một cái quyết định về việc bồi thường đất chúng ta không đồng ý thì thôi, chúng ta sẽ đi khởi kiện qua tòa trong thời hạn 1 năm. Thưa quý ông bà cô bác và anh chị, thì cái việc chúng ta đi khởi kiện một cái vụ kiện hành chính nó được quy định ở đâu? Thì luật sư Thu sẽ nói là nó được quy định ở cái chương số 9 khởi kiện và thụ lý vụ án. Chương 9 đó ở chính xác điều 115. Chắc chắn là luật sư Thu Đoàn sẽ đọc nó 3 khoản của điều 115 của Bộ Luật Tố Tụng Hành Chính cho các bạn, và sau đó luật sư Thu sẽ phân tích. Video này cũng tương đối khó dành cho một số anh chị em đang vướng vào trong một cái vụ án hành chính ha các bạn ha. Vụ án hành chính, vụ kiện hành chính thì chúng ta xem. Còn nếu như trong trường hợp những cái vụ kiện mà chúng ta về thừa kế, về chia tài sản chung thì chúng ta không xem, vì nó rất là khó. Án hành chính, án là án rất là khó các bạn ha. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật, buộc thôi việc trong trường hợp không đồng ý với quyết định, hành vi đó hoặc đã khiếu nại với người có thẩm quyền giải quyết nhưng hết thời hạn giải quyết theo quy định pháp luật của luật khiếu nại, không được giải quyết hoặc đã được giải quyết không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại quyết định hành vi đó. Chúng ta sẽ bỏ cái tổ chức đi, tôi là luật sư, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái đơn giản là chúng ta là một cá nhân. Ông A tự nhiên một ngày nào đó ông thấy rằng là cái đất của mình bị cái ông nhà hàng xóm cấp, nhà nước cấp vô cái thửa đất, và ông cảm thấy rằng cái việc nhà nước cấp đất mà cái đất của nhà mình là bị thiệt hại, và sau đó ông yêu cầu hủy. Các bạn ha, chị B đang làm giáo viên, do tình hình sức khỏe không có được đảm bảo, một ngày chị nhận được cái quyết định về việc buộc thôi việc không đồng ý. Chị là giáo viên ưu tú trong thời hạn là 22 năm, và cái việc mà nó vẫn nằm trong cái quy định của pháp luật mà tại sao lại hiệu trưởng trường lại ra cái quyết định buộc thôi việc của chị như vậy, và chị đi khởi kiện các bạn ha. Tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án đối với quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh trong trường hợp không đồng ý với quyết định đó, thì cái này cũng không dành cho chúng ta. Cá nhân có quyền khởi kiện vụ án về danh sách cử tri trong trường hợp đã khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhưng hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại đó. Thưa với các bạn, luật Việt Nam thì nó có những cái điểm mà có những khi luật làm ra chưa bao giờ áp dụng cả. Cho nên thì với cái kinh nghiệm của luật sư Thu Đoàn thì tôi nghĩ rằng là những cái vấn đề nào thực tiễn nhất, tôi sẽ nắm ra, tôi sẽ chắt lọc những cái tinh túy đó và tôi đem đến cho bạn đọc. Vì thì chúng ta biết được rằng trong một cái vụ kiện hành chính, nếu trong trường hợp chúng ta đi khởi kiện thì chúng ta biết được rằng theo điều 115 quyền khởi kiện, nếu trong trường hợp quyền của gia đình của chúng ta bị thiệt hại, quyền của cá nhân của chúng ta bị thiệt hại thì chúng ta đến cái tòa án để chúng ta yêu cầu
cái quyết định về việc bồi thường đó giá thấp quá, cái quyết định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đó ảnh hưởng đến quyền của tôi, làm cho tôi mất đất, cái quyết định thôi việc đó nó làm cho tôi cảm thấy xấu hổ và tự nhiên tôi phải bị đơn phương chấm dứt, buộc thôi việc một cách là không có cơ sở, không có chứng cứ. Và điều thứ hai, luật sư Thu Đoàn muốn đưa cho các bạn rằng các bạn phải thật cẩn trọng khi chúng ta khiếu kiện một cái vụ kiện hành chính, thì chúng ta nên nhớ rằng thời hạn để thời hiệu cho một vụ kiện hành chính là 1 năm kể từ ngày chúng ta biết được cái hành vi hành chính, cái quyết định hành chính đó. Đó là những cái mà luật sư Thu Đoàn muốn đưa cho các bạn. Vẫn biết rằng là việc kiện hành chính là một cái vấn đề rất là khó. Tuy nhiên thì đây cũng là một trong những cái vụ kiện đã rất nhiều quý ông bà, cô bác và anh chị em khởi kiện đến tòa. Và hy vọng với những cái kiến thức cơ bản này sẽ đem đến cho quý ông bà, cô bác và anh chị em những cái kiến thức cơ bản nền về kiện hành chính. Cảm ơn sự đồng hành và sẵn sàng lắng nghe từ những anh chị em chuyên gia và cả những thầy cô, thầy giáo, cô giáo luật liên quan đến cái việc dạy môn hành chính. Cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người. Chúc mọi người vạn sự bình an.